Hello quý anh chị em các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay một ngày bơi từ 4 giờ đến 5 giờ. Ok, bây giờ là 3 giờ 45. 3:47. Okay, xuống lầu. Ok, ngay hành lang, ok ra ngoài sân. Ở ngoài là 105 độ. Ok, là xe hơi để ngoài này nóng quá. Mở rồi là sao? Để như trước thì sợ mất, cái này chưa đem vô nữa. Xe ngoài 115 độ luôn. Dịch này gì? Chẳng biết được nha. Ok, đi nhà, đi làm mấy cái khu thì ở. Nóng kinh hồn cầm cái này, cầm cái tay nóng luôn. Tới nơi rồi nha các bạn, khoảng 15 phút nha, 4:10 mà hẹn 4 giờ. Tới đây là cái hẹn một bữa một tiếng thì khoảng 8 người bơi. Trời nóng kinh hồn, phải đỡ này lên. Cũng hơi ra lái không nổi. Giờ là 109 độ, 110 độ. Lấy đồ đi. Trong này có đồ bơi sẵn rồi. Em đóng cửa lại. Vô là phải báo tên nha. Hồ bơi 2 giờ. Trời 105 độ. Women in COVID-19.
lúc đi ra anh mặc luôn cái quần bơi đi ra luôn cho thầy. Em bỏ đồ cho mình. Hôm nay nó cao vô sớm nên nó nhịn bữa đi mấy bữa đi sớm. You are on the 947 at St. Lily? Yeah. And is that in Las Vegas? I guess we've got about $25 actually. Oh, okay. It's really close. It's right next door here. But you're all set, so that pass starts today, so it will expire exactly a month from today, so July 10th to August 10th. Thank you. Okay. Okay, bye-bye, Sam. Bye bye, thứ hai, ngày 13 tháng 7. Không biết này và đang ở chỗ nào. Bơi xong phải đeo khẩu trang. Ok, bây giờ tôi đang đi ra ngoài xe. Bữa nay nóng 114 độ Fahrenheit luôn nha. 114 độ F. Khoảng 38 độ C. 8-24 mùa này. TPT full để chơi cho trẻ em luôn. Đóng lại. Thì có cái hồ bên kia nãy bơi là họ không biết mở được bao lâu nữa. Tại California đóng rồi. Chắc tao rồi nha anh xem. Cái gì đi ra cửa. To swim from 4 to 5 it's 3:40 now, okay. And ở ngoài là 110 độ. Đi từ đây tới đó khoảng 15 phút. Okay. Mấy cái hồ ở bên Cali hay là Florida đóng hết nhưng mà ở Las Vegas thì nó mở. Bùng lầy có lá buồn
sound.